ชาวนาชาควาจะมัดอยู่ตัวดีสักครั้งนับมาเจอจำรำบนกันก็ยึดรับเสือกว่าจะกระเช้าดิ้มให้กอดคือข้าThank you.
muốn mẫu bạn trai như là anh, hay đừng muốn đỉnh rap star như là anh. Cái bài là on fire, fire như là anh, thì nó muốn get lit, slit như là anh. Em muốn mẫu bạn trai như là anh, hay đừng muốn đỉnh rap star như là anh. Cái bài là on fire, fire như là anh, thì nó muốn get lit, slit như là anh, như là anh, như là anh, như là anh. Anh get lit giờ, long time don't dance on the beat giờ. Em cứ tới tìm anh khi tới trong một cổng vui. Bắt chế độ máy bay khi mùi chị đã xong xuôi. Giờ 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 giờ, từ đó khi muốn câu lắc còn anh sẽ no no. Xin xin xem em bao cho anh từ lâu không. Anh tập phát sâu và gắn anh chỉ cần solo. Mình nếu anh là dữ quá thì em sẽ go go. Anh chỉ cần em điều này không lo về mai này. Anh muốn tập sự với em online trên hai quầy. Từ đó không được đánh cắp bằng em là chúng thân. Nhưng anh tôi tại chưa em đúng tâm và đúng mật. Chỉ là biết anh là ai, người khác cứ tâm chết quá. Ở bao bên lại cũng đừng quên phải phong cách. Cũng cần quá ôm bên sai cũng bên lại hip hop yeah. Cũng bao sợ sai, one point man, two point man. Kể từ người một game đã hiểu chân on the game. Thì bọn em cũng mang hiền hay là gần tới bay rắc. Anh vẫn là những con chú cuộc đối thoại em hay nhắc. Anh nghiêm túc chứ không phải dân ngày xe. Muốn sống tới 90 tuổi để thấy cuộc đời này dài ghê. Anh không muốn tên giang hồ để bị chặt thành chính khúc. Con gái của ta hâm mi không phải đối tượng anh tính mút. Mà sống là vị trí đúng cái chất của người miền Tây nè. Không thích đấu đá mà đi lên từ hai bàn tay nè. Anh không phải chữ kháng xin cam kết là anh là thật. Không phải bị chán đã lạc tức là lập không tính là lập. Đôi bên là anh nói ra là đường là mật. Nhưng anh có trái tim chân thành cũng là thật. Anh không phải rich kid ngoại hình cũng bình thường. Anh chỉ có công từ gửi tặng đến người bình thường. Anh vẫn sẽ yêu em bất kể trong mọi tình huống. Lòng em là biển cả thì anh đã chính là kinh phương. Sống là bài đứng đầu bây giờ bị kinh khi. Anh không có súng đạn chỉ có lyric như là binh khí. Nhưng mà em cứ yên tâm trong rap game anh không bị xếp chót. Luôn luôn ở đâu đầu không là không biết chơi hip hop. Em muốn mẫu bạn trai như là anh, hay đừng muốn đỉnh rap star như là anh. Cầm mai là on fire, fire như là anh. Đừng muốn get lit, lit như là anh. Mẫu bạn trai như là anh, hay đừng muốn đỉnh rap star như là anh. Cầm mai là on fire, fire như là anh. Đừng muốn get lit, lit như là anh. Em muốn mẫu bạn trai như là anh, hay đừng muốn đỉnh rap star như là anh. Cầm mai là on fire, fire như là anh. Đừng muốn get lit, lit như là anh. We'll be right back.
Hôm nay anh say quá, hôm nay anh say quá, hôm
này anh sáng quá. Trên ban yo mọi đứa thêm vài bát mì gói. Còn em một gói vẫn chẳng ăn nhanh nhanh. Không ăn thì đói. Đã vào đôi lẩu vài ly chưa chẳng chút cay. Vẫn còn đi về bằng xe của thằng anh thì chắc chắn là anh vẫn chưa say. Let's go. Ngày tháng giờ đây tựa như thuyền đã xa, còn nhớ những lúc mình cùng ngồi dưới ánh trăng.
tổn thương đã mang. Cứ dặn lòng sẽ qua thôi mà, nhưng cảm xúc đã in đôi dễ phai nhòa. Bên người ta tốt hơn, mong em chọn đúng nơi yên bình. Mặc anh nơi cuối đường, chẳng còn ai thương. Làm gì có ai đứng chờ nhau, mà không đôi tay ai muốn giữ nhau lại. Chỉ vò nát hết đi những hy vọng mong manh. Làm gì có ai đứng nhìn mưa, mà đôi mi không rơi rớt bao buồn. Thôi thì em hãy đi, đừng quay lại nhìn. Duyên tình cho gió cuốn, chỉ còn chi.
bao nhiêu ngày qua sẽ ngờ thật đáng khi bên cạnh em cầm đôi tay em